Cả hết trưa tới tối thì lấy đúng không? Mười cả nhà ăn sáng nha. Lòng lợn tiết canh. Không có anh em nhớ có sẽ được mấy tối là anh em chơi. Cả hôm nay chơi thì đấy. Phát thanh với cả nhà 100 lên buổi ngày không? Cái ngày thì không có chương trình mà nó đi. Nếu mà không có chương trình, không có mấy ngày lễ nữa thì đó cũng buồn đúng không? Không, không thì thứ bảy chủ nhật thôi. À, thứ bảy chủ nhật đông lắm. À, thứ bảy chủ nhật đông, ở trong nơi về đông. Là ngày nào cũng mới thường cũng có đó là cũng có. Cũng có. Đây tàu về đấy rồi nghỉ mát rồi là thăm quan lịch nhiều. Thứ bảy chủ nhật là đông nhất. Như Hội An. Mời cả nhà yêu ăn sáng với anh em nhà Thảo Văn Chi. Phải lái xe cho nên là không uống rượu mời cả nhà được. Đang ăn đây. Cái đâu chị Tràn? Mời cả nhà yêu nha, ăn sáng nha. Kể ra không có rượu thì nghe nó cũng đấy nhỉ. Hello chị gái Lâm Sinh. Hello chị yêu Lâm Sinh. Vâng anh chị gái. Chúng thì em uống được. Nếu chúng tí giờ thì chúng thì ăn nóng lên tiếng canh. Chị lái xe đây mà ngày mai là phải đi rất là nhiều nơi cho nên là không dám uống rượu nên là mong cả nhà thông cảm, ăn là mời cả nhà thôi. Vâng cây em đi với chạy quan quân công cố thôi này mất hết cho đưa chủ nhà nữa đi nhà đi chụp ảnh thôi. Đi đâu người ta dậy cái lấy đồ chăn nha, à nhá. Có mà trong cô em có chăn rất là nhiều hương sau. À, em à, ngày hôm qua em mất cái đầu thương. Em mời chị Trâm Nguyễn nha. Chúc em ngon miệng. Mời cả nhà đi không? Thế nó ngủ riêng mà. Ngủ riêng mà đúng rồi. Mà nhưng mà chung mà đang ngủ riêng hết rồi. Mỗi giờ ngủ chung, chăn ngủ riêng là thấy đồ. Chào à, Đinh Nghiệp nha, hello cả nhà yêu. Mấy anh em đang ăn sáng ở chỗ này là chỗ nào nhỉ? À, chỗ này Bù Bản à? Bù Bản à, ngày xưa là có mấy ông anh lên làm thuê cho đây phải đến 5 năm rồi đấy. Đấy tên rồi. Trong bản thì chắc anh em không biết đâu vì là người ta ở trong bản người Bù Bản đấy. À chỗ này khu Bù Bản à? Đây là khu Bù Bản này. Cái này vừa mà là bây giờ là bình thường trường hợp các quan rồi bên kia giường đúng không thì suốt của anh trai em về Quảng Châu có sự kiện của anh bây giờ đi tốt nữa rồi còn nguyên. Chào đại ca Hiệp và anh em Trần Thanh Bảo. Ok, cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều. Quang Béo. Anh trai ơi, chào mọi người một tiếng kìa, mọi người đang chào anh kìa. Nếu Quang, chào tất cả mọi người nha. Đang mắc nhai. Hello chị, em trai. Nếu mà chúc với cả nhà yêu. Mình chúc những người yêu quý Thảo Văn Di ngày mới thật nhiều sức khỏe vui vẻ hạnh phúc nha. Mai lên Mai Châu Hòa Bình có sự kiện anh gọi thì mình mời anh trai lên nhà nhà anh trai và anh trai xuống đây đi xong rồi để mai ngày kia còn đi công việc đi luôn sách ba lô mà đi. Chú Bình,
Mời Khánh Huyền nha. Mời Lê Quế nha. Mời em Gia Chính nha. Mời Mùi Thị Huyền Thanh nha. Mời Quang Béo nha. Mời Trần Thanh Bảo nha. Mời Hưng Hoàng nha. Mời Đinh Hiệp nha. Mời Hạ Long nha. Mời chị Trân Nguyễn nha. Mời Cá Huỳnh nha. Mời chị An Trà nha. Mời chị Nấm Sinh nha. Mời Thanh Nga Trần nha. Mời những người yêu quý Thảo chị nha. Lê Quế. Sao lại mời Mô Nghiệp rồi hả? À, chào Mô Nghiệp rồi. Tất cả anh em chào Mô Nghiệp ạ. Nào ăn gì vậy? Hả? Ăn bún miến. À, miến ở đây chắc ngon. Có cháo lòng không? Cho bác con cháo lòng thôi. Miến đây không ngon. Cháo lươn. Lươn, lươn được. Ăn đi cho nó lươn. Vì mình chưa lươn được ai. Miến bún mì tôm à? Con cháo. Ấy mì tôm lươn đi. Mì tôm lươn. Chào Thủy Đô nha. Hello em trai Tống Giang. Gọi cho chị bắt mì tôm lươn đi. Chị mời em trai Tống Giang nha. Em trai ơi. Mai gặp nhau nha em trai nha. Hai chị em mình, anh chị em mình gặp nhau ở Ba Vì từ Sơn Tây. Anh Mạnh đang bắt dê từ trong Hà Tĩnh đi ra ngoài này rồi. Chào Bùi Nhật Vi nha. Chào em gái Phạm Mơ nha. Ôi dồi, nhiều thế. Con ngủ ngon không em? Nói cái gì làng ấy. Ừ, anh ra rồi, anh ra mấy hôm nay rồi em ơi. Anh nhiều việc lắm. Gì các bạn? Vọt ta là khẩm. Bọn ta la khắm, cái tên khắm nó đã định mẹ đến tên khắm cú rồi. Mà đi vào mà phán xét. Ăn mặc làm sao? Có điều kiện ăn mặc như tao. Lượt, nhá. Chào Thắng Nguyên nha, chào Hồng Trắng nha, chào những người yêu quý Thảo Cầm Chi nha. Thảo ơi, Thảo ơi. Hả? Thế mà kiểm tra cái cốp nha. Rồi. Cốp em có cái quái gì đâu, mấy ba cái loại đồ ve chai đồng nát. Thằng này phải cho ra đảo luôn, không cho xem. Chị ở Mộc Châu. Đây đây em, qua gần gạo gặp nữa. Ôi. Chào bạn Thảo nha. Chào thằng Nguyễn nha. Hồi quá thằng gì đau bụng là nó về được. Hôm nay mày có nhà bố đau bụng là về chung đúng không? Chúc bạn ngày mới. Mai ở chỗ nào? Ba Vì em gái. Hello anh trai Hùng Phát Lộc. Hello ông Trắng. Có. Chúc cả nhà yêu. Mọi người đang chào anh nhiều anh kìa. Facebook của em mà cứ chào mỗi anh thôi. Facebook của em nhưng mà lại cứ chào mỗi anh. Chị cảm ơn nha Luyến nha. Cháu chào cô Hồng Đàm nha. Chào cả nhà yêu. Mời cả nhà yêu ăn sáng nha. Anh em Thảo Tầm Di là đang ăn lòng lợn cái canh. Chúc những người yêu với Thảo Tầm Di thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Chị mời Tống Giang nha. Mời Hoa Hoàng nha. Mời Hoàng, mời Hoàng Quý nha. Em vừa báo cáo bình luận. Đúng rồi, báo cáo luôn đi. Cho nó ra khỏi đảo đi, cho nó vào Facebook làm gì cho nó. Coi như là bẩn cái Facebook của mình ra. Yêu quý thì vào chào nhận lời hay tốt. Không yêu quý thì ra khỏi bài. Đừng có vào mà phán xét.
bình luận. Chào sếp nhé, chào Tiến, chào cả nhà yêu. Em báo cáo luôn đi. À, mình đang ở chỗ Bù Bản, Tân Lạc Bù Bản. Tân Lạc. Lạc Sơn. À, Lạc Sơn Bù Bản. Mình cũng hay qua đây để mình đi đi boxy đằng này, đi về đằng này. Đấy, biết cả không tiến phượng ra. Chuẩn. Đưa đây. Bây giờ cái món đấy mình ra kiếm rồi. Giờ mình chỉ có đi làm từ thiện rồi. Chào ai sếp nha, ok, mời cả nhà yêu. Qua anh lên Mai Châu, Bản Lác. Anh điện cho mình xuống với anh. Trong bụng thì mình xuống để mình muốn trân trọng mời anh lên nhà mình. Nhưng mà anh có lịch từ trước rồi cho nên là anh không lên, anh đi công việc. Nghe miếng lươn. Miếng này đúng không? Không. Không ngon. Kêu nát tôi cũng biết. Không ngon. Thì em đã gửi em miếng ngon cho anh. Anh ăn anh không bao giờ ấy luôn. Nhưng mà có cái miếng này có lẽ còn ngon hơn miếng hôm qua của nhà chị. Em cảm lên. Cái miếng này hôm qua còn ngon hơn cái miếng nhà chị. Qua miếng nhà chị cái nước gà đấy mà có miếng này. Miếng nhà em mà nấu thì cực ngon luôn. U chào Đô Cát Tịnh nha. Cảm ơn Khánh Huyền rất nhiều. Cảm ơn Hoa Hoàng nha. Cảm ơn Nhung Hoàng nha. Cảm ơn Nguyệt Trè nha. Cảm ơn Minh Anh nha. Cảm ơn những người yêu quý Thảo Cầm Di nha. Anh bị đi vào với nhau, quý nhau thì chào lời hay thì tốt. Không thích nhau, quý nhau thì ra bài. Sao cứ phải vào lõ những lời khó nghe. Đây không thích TV. Không thích TV. Sống tốt lên, nghĩ tích cực lên. Đừng nghĩ tiêu cực nha. Cái video này thôi, có tin không? Ngày mai ngày kia là nó sẽ cắt ghép lại đăng lên mạng. Mình biết chứ. Kệ em, chào Bình Nguyễn nha. Cảm ơn em dài cái vụ hôm kia. Nửa đêm cũng điện cho chị để cho các em xử lý. Nó đã điện nó đổi cho là người cắt vô điện thoại, nó comment chứ không phải nó. Thôi bỏ qua hoan hỉ. Không cái loại đấy sớm muộn để tóm được thì trói mõm luôn. Hello em gái Thu. Chào Nhung Hoàng nha. Bình ạ, nửa đêm hôm đấy em nửa đêm hôm đấy em điện cho chị là em phi xuống cho anh em ấy, nhưng mà thôi, nó điện nó bảo là coi như anh em đến mua điện thoại anh em không biết comment. Và làm sao mà nó biết mà lại comment, chả đứa nào nó dối ơi nhá. Nhưng mà thôi, hoan hỉ bỏ qua, không tính làm gì. Chị đang ở với em Bù Bản Lạng Sơn. Qua thì ở Mai Châu Hòa Bình. Nói chung là từ giờ đến chiều là phải nhiều điểm. Không thưởng thức món đấy là ăn bì tô mà anh Bình. Anh ăn bì tô qua anh lên ăn đến bia đến Mai Châu rồi. Anh gọi mình xuống. Anh biết là khu vực của mình là gần đây cho nên anh gọi xuống. Xuống là cũng trước hết là giao lưu với anh xong là trân trọng mời anh lên nhà nhưng mà anh là cũng có còn nhiều lịch cho nên anh cũng không chưa lên được. Anh bảo sẽ có ngày bố trí ba người rồi là anh lên chơi 2 ngày. Còn bây giờ mà lên là mai lại phải đi công việc. Và Sơn Tây thì nó gấp quá. Chào Hoàng Quý nha. Ok, mình chúc những người yêu quý Thảo Cầm Di đang xem live luôn vui vẻ, thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Em gái mời anh trai lý taxi nha. Nữa anh vẫn còn điều tra lại chỗ diện này. Bé Phương nhà. Ai về đây và live stream ăn ngay như thế này. Cá tính giống cô. Thế mai ngày kia đâu bị em. Thế thì ngày mai ngày kia là chỉ công việc ở dưới Sơn Tây cùng với anh Hiệp.
ngày kia là sang cát cho bố anh Mạnh. Thì anh em khi chạy thì bình thường anh Hà. Khi chạy là rất là bình thường nhá. Thì chạy nhưng mà khi xuống đây, xe bắt đầu nó bắt đầu. Đây ba vị nha, chị chỉ đấy chị người định vị nhá. Cái lúc không lúc về trong lúc về xe nghiệp ấy, lúc quay bảo là xe lùi ra để cho anh đi vào ấy, về chỗ Thanh ấy. Nó đứng được ngoài. Chào anh Hai nha. Nó kia ôm chào em gửi lời ok em. Lúc bảo thắng lùi xe ra. Ok em Gai Bình rất là nhiệt tình với chị. Hy sinh. Đấy. Ai động đến chị của em sẵn sàng. Cảm ơn em Gai rất nhiều. Đấy. Hôm đêm hôm đấy mà chị cho em xuống ra. Em xin. Đây anh. Kêu bạn này đây hai anh em. Dạ. Anh cứ ăn đi. Đây. Cứ ăn đi. Dạ. Cái này mà nắm cái này mà cứ dơ để đưa cho nhau cứ chần chừ là bỏng tay đấy. Chào mọi người thế thôi, kính chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Tạm biệt, bye bye. Anh trai à, bye bye cả nhà để em xuống like. Chị chào Nam Nguyễn nha, chào anh Hai nha, ok.